Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của Đạo Chỉ 8 Gaming. Vậy là cái bản cập nhật mới đã ra mắt rồi. Cái thứ mà chúng ta đang mong chờ đó chính là Pet Sushi nha các bạn nha. Thì theo đúng như hướng dẫn của mình làm clip hôm qua với các bạn, thì chỗ chế tạo Pet Sushi thì nó sẽ là ở xưởng chế tạo của Lào Cai nha. Đó, thì các bạn cứ tới ông xưởng chế tạo này, bấm vào đây. Đó, thì chắc là mục thứ hai. Đây, mục thứ hai đó. Các bạn sẽ có đôi theo vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ờ, đôi 4, 6, 7. 7 con pet sushi nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ có 7 con set sushi. Và hai cái này đó là trứng sushi. À, khi các bạn nhồi nó vào thì các bạn sẽ có... Thì các bạn nhồi vào đây thì các bạn sẽ nở ra một con pet sushi bất kỳ. À, theo theo cái nguyên liệu của các bạn. À, và đây sẽ chế tạo pet sushi thì cần cái gì nào? Một quả trứng pet sushi này. Đấy. À, một cái wasabi này và một con mực. Và chế tạo các bạn chế tạo cái này các bạn chế tạo bằng mầm nhá các bạn nhé. Các bạn nhớ là các bạn phải chế tạo bằng mầm. Đấy. Đây, cái này thì cũng 1 giờ. Đấy, các chế tạo pet các bạn chế tạo bằng mầm chứ không phải bằng kim cương đâu nha các bạn nhé. Đấy, cái này là gì đây? Wasabi. Đấy, thì mấy cái này các bạn sẽ đi nhặt ở đảo Kaya thì phải các bạn ạ. Còn các bạn có thể câu cá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lên thì lúc sáng một các bạn câu cá thì các bạn câu ở bờ biển đấy nhá. À, nguyên liệu của bờ biển và chúng ta sẽ đi nhặt quanh đảo Kaya. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm vị trí của các loại pet này nhá. À, bây giờ mình sẽ lên xe và đi nào. Thì vừa nãy không biết là nó có ở chỗ nào. Ôi. Đủ pet của bạn này mình lại tưởng nó cứ tưởng là trứng cơ các bạn ạ. Nhưng mà đi bằng xe này sợ tìm nó khó hơn các bạn. Mình sẽ tìm ở đảo ở cây ở Plaza trước, sau chút nữa mình sẽ qua camping nha. Ôi chà. Không thấy có gì các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ chạy ở chân đất sẽ nhìn rõ hơn. Bởi vì nếu như các bạn đi xe thì sẽ khó tìm hơn đấy. Đâu nhỉ? Quanh đảo Kaya. Rồi, bây giờ mình sẽ khu vào khu camping đi. Ô cha, nguyên liệu sẽ ở đâu ta? Nhà phát hành nói là nguyên liệu nó sẽ ở xuất hiện ở khắp đảo Kaya. Vậy là chúng ta phải đi quanh cả cái đảo Kaya này tìm. Mà cái đảo Kaya này thì nó rộng tổ bố luôn các bạn. Bạn đếm nó không biết bao nhiêu cái nguyên liệu. À, không biết bao nhiêu cái khu vực. Mỗi khu vực nó hàng tỷ 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 vị trí. Wasabi các thứ cái đấy hình như phải mua sao nhỉ? Mà wasabi hình như mình nhớ không bán trong cửa hàng thì phải. Cái này các bạn phải đi kiếm thôi, đi nhặt hoặc là đi câu cá thôi. Không thấy luôn đâu ạ. Nhập hành hay là giấu hay giấu rất là kỹ cho nên là các bạn phải tìm hết tất cả mọi chỗ. Chỗ nào các bạn có phải đi tìm cả. Mình sẽ đi lên trên này đi.
không khó luôn các bạn. Ngoài đây các bạn ơi, mình lại tìm được thêm mấy quả trứng nữa rồi này các bạn. Đấy, đây có hai quả trứng này các bạn. Đó, trong khu đào tháo rất là nhiều nha. Đó, hai quả trứng rồi. Chúng ta đã thấy được hai quả trứng ở đây rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi kiếm thêm nha, đi kiếm thêm nha. Đó, vậy là nhặt được hai quả trứng rồi. Nó sẽ rơi quanh rải ra khắp đảo Kaya nên các bạn phải tìm thật là kỹ vào. Đấy. Hình như là cái trứng này sẽ rơi ở quanh đảo Kaya, còn wasabi hay các thứ kia là các bạn sẽ mua được trong cửa hàng đúng không ạ? Đấy, mua được trong cửa hàng á. Wasabi các thứ là sẽ mua được trong cửa hàng. Để mình đi kiếm coi nào. Trứng thì mình đã nhặt được kha khá rồi. Hình như là hết rồi các bạn ạ, nó chỉ có mỗi hai cái thôi. Thì hình như là nó cũng dễ nhận ra mà đúng không ạ? Nó cũng lộ rõ mà. Để mình kiếm coi xem wasabi có mua được trong cửa hàng không đã. Mình phải thí nghiệm đã các bạn. À, xem còn khu vực mấy khu vực kia nó có còn không nhé các bạn nhé. Nó còn trứng không nhé. Mình nghĩ là nó chỉ xuất hiện ở cái cũ khu dễ nhìn thôi, bởi vì nguyên liệu này mà cho khó nhìn thì kiếm hơi lâu ấy. Chắc là hết rồi các bạn ạ. Hết vị trí có rồi. Ồ, hai cái gì trắng trắng ấy nhỉ? Hai cái ô. Không thấy nữa bạn ơi. Chắc là nó chỉ xuất hiện ở cái khu trước cửa ấy thôi. À, xuất hiện hai hai cái đấy thôi. Được mỗi hai quả trứng thôi nhỉ. Mình nãy giờ mình thấy nhặt được độc trứng thôi. Thì không biết là nó chỉ xuất hiện trứng hay không, hay là những cái đồ kia là mua được. Thì mình bây giờ mình sẽ vào cửa hàng market mình xem thử nhá. Đấy. Xem cái wasabi có mua được không. Để vào kiếm wasabi ha. Nếu wasabi để mà mua được thì mình sẽ không cần đi nhặt đâu, bởi vì nó chỉ có trứng thôi. Nguyên liệu chỉ có trứng quanh đảo Gaia đâu. Đâu nào, wasabi. Chỗ nào là chỗ gọi là nước chấm cái thứ nhỉ. Đây là sô-cô-la rồi các bạn. Wasabi. Tôm hình như là cũng cần tôm với các bạn. Hình như nhà này có bán tôm rồi. Ủa? Không bán cái gì khác nữa à?
Cái này bán mỗi tôm rồi à? À đây nó có hiện hiện cái tay các bạn ạ. Nhưng mà nó chỉ mỗi vào mực thôi các bạn. Đây đúng không? Wasabi đây đúng không? À không phải. Ngô, nguyên liệu ở đâu ấy các bạn? Mình chưa thấy cái nguyên liệu ở đâu. Đây là nước này. Sữa chua này. Không thấy có chỗ của nguyên liệu các bạn, nguyên liệu của wasabi các thứ. Đây là nước chấm đây à? Đây các bạn, có khi mục nước chấm ở đây này. Tương cà này. Muối các thứ không không có wasabi các bạn ơi. Không có wasabi. Cà ri này. Bột mì này. Mì ly này. Không có luôn ạ. Chắc phải đi nhặt rồi. Đây bên này có này. Nhưng mà không có liên quan đến wasabi. Mình bờ ra để mình xem thử là nó dùng đến cái gì nào. Đấy. Cái này thì hơi khó nhằn nha các bạn nhá. Kia là quả trứng của người ta hay mình nhặt được ta? Rồi để mình xem nào, chế tạo này. Đầu tiên chúng ta phải chế tạo cái quả trứng này trước. Đấy, thì cái này chúng ta cần wasabi. Khai thác à? Cái này thì chúng ta phải khai thác thì mới được. Thì chúng ta có nghĩa là chúng ta đập đá mới có sao ấy. Hình như là cái này phải đập đá các bạn ạ. Đập đá nha. Cái này thì cũng cần wasabi là phải khai thác. Khai thác là một là câu cá hay là đập đá đúng không? Cái này thì sản phẩm chế tác thì tức là chúng ta phải chế tạo ở đây rồi. Đúng không? Đấy. Đây wasabi này, khai thác này. Thì mình nghĩ là phải câu cá rồi. Con pet này thì con pet tím, đây là những con pet tím này. Những con pet tím này chúng ta là phải dùng wasabi hết này. Mực nữa này. Đấy. Nhưng mà để chế tạo wasabi. Con pet mình thấy con pet hồng đẹp đẹp nhất này. Chế tạo con này thì cần wasabi thì bây giờ wasabi thì chúng ta không nhặt được nha các bạn nhá. Thì vậy là chỉ có quả trứng này chúng ta mới nhặt được thôi. Hai nguyên liệu còn lại thì chúng ta phải chế tạo rồi, đúng không? Hai nguyên liệu còn lại chúng ta phải chế tạo rồi. Còn chúng ta trứng thì chúng ta chỉ đi nhặt được mỗi trứng thôi. Đấy, các bạn nhớ nhá, trứng chỉ có trứng mới nhặt được thôi. Còn những nguyên liệu khác là chúng ta phải đi câu cá với lại ấy. Hai nguyên liệu này đây, nguyên liệu này thì chúng ta, cái này chúng ta cần câu cá này. Con cá tầm này thì ở trong khu Downtown rồi này. Muối này, muối thì trong khu cửa hàng rồi này, đúng không? Đó, chế tạo con này thì chúng ta cần đây à. Đó, con chứng tỏ con này là con xịn nhất này. 6 giờ 40 phút. Con này 6 giờ 40 phút này các bạn. Nhưng mà quan trọng là cái wasabi này chúng ta phải đi kiếm bằng cách mình không biết là khai thác. Ôi. Tôm trôi dạt này. Trôi dạt thì kiếm đâu nhỉ? Thì các bạn nhớ là cái này thì chúng ta phải đi ấy nhá. Phải đi một là khai thác thì chúng ta chỉ có đập đá hoặc là đi câu. Thì tí nữa mình sẽ đi thí nghiệm thử. Còn vị trí để nhặt những cái trứng thì các bạn biết rồi. Lúc sáng nay thì mình có nhặt được một quả trứng ở chỗ này. Đây, các bạn có thể thí nghiệm thử. Mình nhặt được một quả trứng ở đây, ở chỗ cạnh thằng đánh đàn này. Và hai quả trứng nữa mình nhặt trong khu downtown thì các bạn có thể đi hai khu vực đó. Hai khu vực downtown và vừa nãy mình nhặt ở khu downtown vị trí này của Plaza. Đây, còn lại thì các bạn phải đi câu cá hoặc là đi đập đá nha. Thì mình nghĩ là các bạn câu cá nó sẽ ra đó. À, câu cá nó sẽ được cứu hồng quả đó đó. Bởi vì không còn mình thấy Plaza nó chỉ hiện trứng thôi. À, thì bây giờ mình sẽ đi câu cá để kiếm nhá. À, để mình
chỉ cho các bạn vị trí, còn clip của mình cũng xin phép dừng tại đây. Mình sẽ chỉ cho mọi người các vị trí để các bạn chế tạo và đi kiếm nguyên liệu cho các bạn rồi đúng không? Bye bye mọi người.